Hi, Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Nhật ngữ Hoa Sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp của N4. Và trước khi vào một ngữ pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua một bức ảnh. Hey, kono e mete kudasai. Kore wa nan desu ka? So desu ne, komini desu ne. Rồi, các bạn nhìn vào cái bức tranh này là gì các bạn? Đúng hả? Đây là gì? Cửa hàng tiện lợi, komini. Thì cái cửa hàng tiện lợi thì thường lúc nào, đúng không? Nó bán lúc nào cũng 24/24 đúng không các bạn? Thì lúc nào vào cũng là gì? có thể mua được đồ ở trong đó đúng không các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ có cái mẫu câu là ano komini wa itsu haitemo kaemasu. Đây là một cái câu điều kiện nghịch đúng không các bạn? Và cộng với một cái nghi vấn từ itsu là gì? Khi nào đúng không các bạn? Thì cái cửa hàng tiện lợi đó, cái từ cửa hàng tiện lợi kia thì khi nào vào cũng có thể mua được ha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ có một cái mẫu câu là ano komini wa itsu haitemo kaemasu. Thì để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng nhau đi qua cái phần cấu trúc của nó. Hey, thì cái cấu trúc của nó thì chúng ta sẽ có là nghi vấn từ cộng cho động từ te hoặc là te mo các bạn ha. Rồi nếu mà là tính từ đuôi y thì chúng ta sẽ bỏ y đi và chúng ta sẽ thêm kutemo. Và nếu mà tính từ đuôi na thì chúng ta sẽ bỏ na và thêm demo. Và nếu là danh từ thì chúng ta vẫn giữ nguyên giống như là tính từ đuôi na là demo desu ka, danh từ cộng cho demo. Ý nghĩa của cái mẫu cấu trúc này là gì các bạn? Đúng rồi ha, cho dù thì cũng, đúng không các bạn? Đây là một cái câu điều kiện nghịch sử dụng nghi vấn từ đi kèm theo khi muốn nhấn mạnh về mức độ điều kiện ha các bạn ha. Rồi ôi kono e mete kudasai. Ôi các bạn nhìn vào cái bức tranh này thì sao? Đúng rồi ha, thì một cái người nhân viên công ty này đang làm như thế nào? Làm việc rất là cực lực như vậy mà gì, cho dù làm việc rất là cực lực như vậy nhưng mà sao? Nhưng mà khi mà nhận lương thì lại chẳng bằng ai đúng không các bạn, lại rất là ít đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là donna ni hatarite mo kiryo ga nakanaka agarimasen. Là gì? Cho dù gì làm việc như thế nào, cho dù làm việc như thế nào thì lương vẫn như thế nào, vẫn mãi gì không tăng đúng không các bạn? Donna ni hatarite mo kiryo ga nakanaka agarimasen. Thì donna ni là một cái nghi vấn từ ha, và chúng ta sẽ cộng thêm tế một cho dù gì. Ví dụ như đây là một cái câu điều kiện nghịch các bạn ha, cho dù làm việc cực lực như thế nào thì lương vẫn không tăng. Thường thường là gì, mình làm việc cố gắng thì những sếp sẽ cho mình lương tăng hơn đúng không các bạn? Nhưng mà ở đây là một cái điều kiện nghịch là như thế nào, cho dù làm việc như thế nào, vất vả như thế nào thì sao, cái lương vẫn mãi không tăng ha các bạn ha. Rồi các bạn mua chưa thì ra sai donna ni hataraite mo kiryo ga nakanaka agarimasen. Agarimasen là tăng ha các bạn ha. Rồi chúng ta cùng nhau đi vào câu ví dụ tiếp theo. Rồi các bạn nhìn vào bức tranh ha, kunoi omete kudasai. Rồi các bạn nhìn vào cái bức tranh thì có một cái bạn này như thế nào, đang chơi guitar rất là ồn, cực kỳ ồn luôn ha các bạn. Nhưng mà cái phòng kế bên thì sao, bạn nó vẫn ngủ ha. Cho dù cái bạn nam này chơi guitar ồn ào như thế nào thì sao, các bạn này vẫn ngủ được đúng không? Thường thường nếu mà là mình thì sao, mình không ngủ được rồi đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu gì nào? Đúng rồi ha, thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu là ikura urusakutemo yoku neraremasu. Là gì? Cho dù mặc dù gì ồn tới cỡ nào thì cũng là gì, ngủ được đúng không các bạn? Yoku neraremasu thì rất là ngủ được ha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu là nghi vấn từ cộng cho temo, thì chúng ta sẽ có tính từ đuôi y là urusakutemo yoku neraremasu. Rồi chúng ta sẽ có là cái mẫu câu là ikura urusakutemo yoku neraremasu. Hay moichido yatte kudasai. Ikura urusakutemo yoku neraremasu. Hay ii desu ka? Là cho dù gì, cho dù ồn ào đến mức nào đi nữa thì sao, vẫn là gì, ngủ được, rất là ngủ được ha các bạn ha. Neraremasu ii desu ka? Hay cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố cái mẫu cấu trúc này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới cho các bạn. Và các bạn hãy nhớ làm bài tập. Nếu bạn nào đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được 1 điểm tích lũy. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mata kono negai shimasu.